Xin chào quý chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Hyundai Đồng Tháp. Trước tình hình chung là đang có dự kiến giảm 50% lệ phí trước bạ cho những dòng xe sản xuất và lắp ráp trong nước. Thì hôm nay Tâm sẽ làm video để chia sẻ quý chị về cái vấn đề nếu mà giảm 50% lệ phí trước bạ thì được giảm bao nhiêu, và sẽ phân tích hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là sẽ giảm trước bạ, trường hợp thứ hai là sẽ không giảm trước bạ. Và nếu mà mình mua xe Hyundai thì mỗi dòng xe sẽ tiết kiệm được bao nhiêu ha. Thì đầu tiên, nếu mà quý chị mình sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước á, thì ví dụ như mình mua xe 500 triệu đi thì mình sẽ đóng 10% trên cái giá trị xe, có nghĩa là mình sẽ đóng 50 triệu. Còn nếu mà mình được giảm, chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ, có nghĩa là mình sẽ được giảm 5%, có nghĩa là mình thay vì đóng 50 triệu thì mình sẽ đóng 25 triệu thôi ha, mình tiết kiệm được 25 triệu. Tiếp theo thì nếu mà quý chị mình được giảm 50% lệ phí trước bạ thì thời điểm nào mua xe sẽ hợp lý? Thì đâu đó nếu mà mình thời điểm mua xe hợp lý là thời điểm trước khi cái thông tin ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho những dòng xe lắp ráp trong nước được ban hành, có nghĩa là thời điểm từ đây cuối tháng 6. Thời điểm này là thời điểm tốt nhất cho quý chị mình đặt xe để chờ phí trước bạ để được hưởng ưu đãi kép ha. Có nghĩa là hiện tại là đại lý đang có chương trình khuyến mãi rất là tốt. Nếu mà mình đặt cọc trong thời điểm này thì đại lý chấp nhận giữ chương trình cho mình để qua tháng 7, nếu mà có giảm thuế thì mình sẽ đi bấm số thì mình sẽ được hưởng ưu đãi từ đại lý cũng như là từ nhà nước. Còn nếu mà khi mà có thông tin giảm thuế ban hành thì chắc chắn là đại lý sẽ cắt khuyến mãi, mình chỉ được hưởng phần thuế thôi, thì đâu đó mình sẽ mất một khoản tiền cũng khá hiểu anh chị. Còn nếu trường hợp mà đại lý nếu mà trường hợp mà nhà nước không có giảm thuế thì đâu đó mình vẫn được ưu đãi một khoản khá từ đại lý ha. Rồi thì đâu đó thì như Tâm cũng chia sẻ, thì đâu đó thì thời điểm này là thời điểm quý anh chị có thể đặt xe đủ màu, đủ phiên bản cũng như là cái thời gian mà giao xe sớm nhất, để khi mà cái thông tin lệ phí trước bạ ban hành thì mình bấm số tiến hành lăn bánh xe về nhà để phục vụ gia đình mình thôi. Rồi tiếp theo là nếu mà mình mua xe Hyundai thì mỗi dòng xe sẽ, nếu mà giảm 50% thì mình tiết kiệm được bao nhiêu ha, chưa tính những cái ưu đãi từ đại lý mà khuyến mãi trong tháng 6 cũng như là phụ kiện này kia hiểu anh chị. Đối với Hyundai thì hiện tại thì sẽ phân phối là nếu mà Hyundai i10 thì đối với dòng hatchback thì quý anh chị sẽ tiết kiệm đâu đó tầm 22 triệu ha. Còn dòng sedan quý anh chị tiết kiệm sẽ được tầm 23 triệu. Dòng Accent thì quý anh chị sẽ tiết kiệm tầm 22 đến 28 triệu. Elantra thì tiết kiệm tầm 29 đến 39 triệu ha. Tucson thì quý anh chị sẽ tiết kiệm tầm 38 đến 45 triệu. Santa Fe thì 56 đến 68 triệu. Venue là 26 đến 28 triệu. Captin là 42 đến 49 triệu. Geta là 30 đến 35 triệu. Và Jean Palisade, dòng xe có giá cao nhất của Hyundai, tiết kiệm 73 đến 77 triệu. Rồi, đó là cái con số mà mình tiết kiệm được khi mà mình mua xe Hyundai trong cái thời điểm mà nhà nước giảm 50% lệ phí trước bạ cho những dòng xe lắp ráp và sản xuất trong nước, chưa trừ những cái ưu đãi trong tháng 6 cũng như là phụ kiện bên đại lý tặng kèm. Thì nếu mà quý chị mình có nhu cầu tư vấn cụ thể chi tiết về xe hoặc giá xe, đặt xe thì cứ liên hệ trực tiếp với Tâm, số điện thoại bên trên màn hình, Tâm sẽ hỗ trợ giải đáp tư vấn cụ thể cho mình. Nếu mà quý chị mình thấy hay và thích thì có thể cho Tâm một lượt like, một lượt đăng ký để em có động lực làm ra những video mới. Xin chào và hẹn lại quý anh chị ở những video về xe Hyundai tiếp theo.